Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tôi đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì chúng ta vừa mới có một cái vòng quay bay màu mới, với một cái bộ trang phục giống như là kiểu chú rể vậy. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đi quay và giờ review cái bộ trang phục này cho anh em xem nhá. Cái trang phục này thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó là cái bông hồng ở trên túi áo á. Đấy, thì nó có một cái hiệu ứng tỏa ra cánh hồng khá là đẹp. Mình sẽ bỏ đi hai cái vật phẩm mà mình không cần thiết. Vòng quay về màu thì anh em cũng biết rồi, bao giờ thì chúng ta cũng phải quay tới ô cuối cùng hoặc là gần cuối cùng thì nó mới ra cái trang phục chính. Đâm ra là cũng không có gì xa lạ nữa rồi anh em ạ. Được cái dù này, dù này thì mình có rồi. Hộp súng này, ui tưởng nó ra cơ chứ. À ra rồi anh em ơi, ra rồi. Ui không phải đâu anh em ạ, mình nói đùa đấy. Thì ra là cái skin pet Draki ánh sáng, cứ tưởng là ra rồi cơ. Không biết là có bạn nào mà quay mà nó ra ở những cái ô đầu tiên không, chắc là không có đâu nhỉ, hiếm lắm đấy. Bạn nào mà hên lắm thì chắc là ra ở ô gần cuối cùng là căng rồi. Đây thì mình quay ra đây, gói chú rể dân chơi anh em ạ. Đấy, cái này là đồ rời nhá. Thì đồ rời thì anh em có thể sử dụng để phối đồ với lại những cái đồ khác nữa. Đây, nhức nách luôn. Bạn nào mà có bạn gái mà mặc bộ đồ này xong rồi kêu bạn gái mặc cái bộ đồ mà trong cái chỗ chế độ ghép đôi ấy, nó có tặng cái bộ đồ nữ ấy. Đấy, mặc hai bộ đấy vào xong rồi đi đua thì thứ gì chịu nổi anh em nhỉ. Thế này thì cơm chó nó sắp tới sẽ tràn lan ở trong tất cả các chế độ. Hiểu kiểu gì. Anh em chuẩn bị tinh thần đi, sắp tha hồ được ăn cơm chó rồi. Mải mê cái trang phục kia quá, tí thì quên anh em ạ. Chúng ta đang có một cái chương trình đặt trước thẻ vô cực ấy, thì sẽ nhận được một cái mũ độc quyền. Đây, thẻ vô cực đây nha. Đó, thì kẻ săn lùng quỷ nguyệt. Hiểu nôm na về cái chủ đề của bộ trang phục thẻ vô cực lần này ấy, đó là kiểu như là thợ săn ở bên vùng cao bồi ấy nha. Đấy, thợ săn tiền thưởng ấy. Nếu như anh em để ý thì ở những cái bộ trang phục thì nó có những cái tấm dán truy nã ở phía sau lưng. Nhưng mà với mình thì mình thấy là hải tặc thì hợp lý hơn là bên cao bồi. Với lại bên cao bồi thì thường thường là người ta sử dụng cái súng mà kiểu lục 6 viên nhiều hơn. Còn hai nhân vật này thì lại sử dụng hai cây UMP. Nói chung là kiểu gì cũng được. Nhưng mà chốt lại một câu là trang phục nữ rất là đẹp anh em ạ. Không phải đẹp bình thường đâu mà là cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào mà chưa xem ấy thì anh em có thể ấn vào cái chỗ đặt trước thẻ vô cực. Và anh em có thể tự ngắm hai bộ trang phục độc quyền cùng với lại cái mũ nha anh em nhé. Những cái đồ đi kèm phía sau thì chưa có, nhưng mà chúng ta được ngắm trước hai bộ trang phục chính. Thế này mà anh em còn kêu là thẻ cực xấu nữa thì còn gì nữa đâu. Đấy, đẹp như thế này cơ mà. Nét từng... Ồ, màu trắng anh em ạ. Nét từng centimet cơ mà. Cái lệnh truy nã phía sau giấy mới, đâm ra là màu trắng anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với lại trang phục nam. Đây, thì phía sau thì cũng có lệnh truy nã nhưng mà cuộn lại rồi. Cái lệnh truy nã này thì tự dưng mình nghĩ tới cái bộ phim One Piece mà mình hay xem. Giống thế nhỉ. Có mỗi một cái là giấy truy nã trong One Piece thì kiểu như là giấy nó cũ, nó hơi vàng. Còn giấy ở trong này thì nó màu trắng. Thôi, nói chung là đẹp. Tính vào xem thêm lần nữa nhưng mà không được anh em ạ. Ban nãy vào được thôi, giờ hết được rồi. Tiếc quá, biết thế, ngắm kỹ kỹ thêm xíu. À, còn cái mũ nữa. Đây, 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 đây. Chính nó đây nha. Cũng đẹp đấy chứ. Nó có một hiệu ứng đặc biệt ở trên cái đôi mắt, ở trên cái mũ. Đấy, anh em thấy không? Nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy, khá đẹp. Rồi, hôm nay thì mình đang đi ghép ngẫu nhiên cùng với lại ba bạn. Ok à. Đang bắn lại kiểu nhấp nhả pha mát ngày xưa. Nhưng mà có vẻ như là mình ấn nhầm vào cái chỗ map rồi. Nên là cứ bắn map không à. Kia là cứ ngắm bắn. Còn mình thì ngắm map. Thấy kiểu vậy anh em ạ. Mới bắt đầu game nên nó hơi lú tí. Đây rồi. Cái này thì ke này. Bạn gì ơi, bạn chưa có mũ có giáp gì, bạn có biết là SKS bắn đau lắm không? 95 đam một viên đấy, hai viên là gần như toi rồi. Còn anh chàng này tính ra bảo vệ ai? Súng ống thì chưa có mà tính thể hiện nào. Ngu rốt. Rồi, đây là bạn nữ chứ ai? TK Asuna. Hình như là cái team đấy cũng bị lia rồi anh em ạ.
Mình vừa mới gạt bạn này xong thì bạn bên kia cũng toang luôn. Chắc là team này bị lia rồi. Team của mình thì cũng bị mất một người. Đó là bạn Tuấn. Còn bạn số 4 có tên là Mai. Mai Lao. À không, Mai Láo 0111. Đấy, chắc là con gái rồi. Tại vì nãy giờ các bạn ấy nói anh em nghe đúng không? Giọng con gái mà. Làm thế nào mà thành con trai được. Bạn Cường thì cũng có mic anh em ạ. Nhưng mà nãy giờ thì mình cũng không để ý lắm. Một bé nó gục. Ok, xin. Bạn ấy tên Hằng anh em ạ. Hằng Tre. Hình như là trận trước thì mình cũng ghép ngẫu nhiên gặp một bạn tên Hằng rồi. Nhưng mà bạn kia bạn ấy hơi ẩu. Tại vì đầu game này thì không nên cứu. Cứu ở đầu game này dễ bị lộ vị trí lắm, dễ bị bắn lắm. Với lại mũ giáp rồi bom keo rồi các thứ nó cũng chưa được đầy đủ. Đâm ra là lúc cứu mà chẳng may bị bắn cái là xong luôn. Ôi ôi, mừng quá. Mãi thì cuối cùng thấy địch anh em ạ. Ấy, có hai team bên dưới à? À, không biết là nếu như mà có hai team mà tranh nhau cái điểm sinh thì nó sẽ hồi sinh như team nào ta? Bên dưới thì có một bạn trong bông keo với một bạn ở ngoài bông keo. À, không phải anh em ơi, có một thôi. Mình cứ tưởng là có hai bạn tranh nhau cơ, tại vì thấy các bạn bên ngoài bạn ấy cứ bắn vào trong. Thôi, rút đồ thôi. Hôm nay thì có vẻ như là khá là nhàn. Mình tìm hơn 3.800 dặm rồi. Đéo tìm. Mãi em thấy một người anh em ạ. Hôm nay chẳng biết là kiểu gì các bạn bắn nhau ở đâu. Đồng đội của mình thì cũng chia nhau ra đi tìm hết rồi. Rồi. Cũng không có đồ gì ngon cho lắm. Lại đi săn người tiếp thôi. Ấy bạn kia nói gì ta? À thì ra là các bạn ấy đang ở ngoài bo. Giờ này ngoài bo làm gì ta? Buồn ghê luôn. Đồng đội mình các bạn ấy đang chơi leo danh. Đâm ra là cứ vừa đánh vừa núp anh em ạ. Nhưng mà cũng không trách được. Tại vì là mình thì bắn theo lối bắn là đi săn. Các bạn ấy bắn theo lối bắn là thủ. Đâm ra nó không hợp. Mình đi mình vậy. Có xác nữa này. Xác thì rất là nhiều. Nhưng mà người thì không thấy đâu. Xác này vẫn chưa hề lút hết đồ. Nên là mấy bạn này phải đồ nhiều lắm đây anh em. Tức là mấy cái bạn mà giết cái bạn này này phải đồ nhiều lắm đấy thì mới quay đầu nhá bạn ơi. Rút súng ra chậm quá. Mình xin nhá. Toàn nè. Rồi. Sau bom keo cũng gục rồi. Rồi xong, team mình bị bắn kìa. Ok, 2 kill. Chẳng biết là đồng đội mình bị ai bắn nữa cơ. Các bạn ấy chơi khá là chắc kèo anh em ạ. Cứ di chuyển dần dần vào bo thôi, chứ không có chạy thẳng vào bo như mình. Có cái là các bạn ấy di chuyển hơi ẩu rồi. Ai lại chạy bo thế kia bao giờ? Vào sớm đi chứ. Đang bị bắn rồi anh em ơi. Mình sẽ ôm cua lên mình bắn được thằng này. Rồi, lia rồi. Đấy. Rồi, tha hồ chạy bo nhá. Chết rồi. Ui, vẫn còn anh em ạ. Thiệt khác. Vẫn còn. Mình cũng nghĩ là lia rồi cơ. Nhưng mà còn một team khác đang cam xuống nữa. Rồi, cũng thôi. Xong một. Ui, có ai đó ăn mất kill của mình rồi. Tiếc thế nhở. Chạy boy đồng đội của mình ơi. Chạy boy anh em ơi. Thôi, trận này top 1 chắc rồi. Bạn mình kinh rồi. Tổng cộng thì còn có 5 người. Mà team mình 4 người mất rồi. Này thì đánh đấm gì nữa đây. Thôi, mình sẽ đi kiếm và mình ăn nốt kill cuối cùng này. Không biết là anh chàng cuối cùng đang ở đâu được ta. Thông thường thì người ta sẽ hay chọn vị trí cao để mà đứng cam mà dễ. Hy vọng là mình tìm cái này sẽ thấy. Ôi giời, mấy bạn kia còn chấm để chạy bò nữa anh em ạ. Chạy bò từ lúc đầu tới lúc nhân giống luôn. Tí nữa có khi nào nhân giống cái các bạn ấy kêu là ô, còn chưa được bắn viên đạn nào đã nhân giống rồi.
Đấy. Thế thì có chết không chứ lị. Anh chàng cuối cùng nó ở đâu được ta? Bên dưới lại khá nhiều nhà nữa chứ. Có khi nào nó vào trong trường học hay là nó vào trong nhà gà không? Hay là trong xưởng cơ khí này? Có một thằng à? Có quá nhiều nơi để bạn cuối cùng mãi núp. Không biết tìm ở đâu đây. Không thấy luôn. Ở đâu được nhờ? Bò đang thu rồi này. Sớm thôi. Kiểu gì thì kiểu bạn cũng phải lộ diện mà. Mình nghi nghi ở trong trường cơ khí lắm anh em. Xong rồi anh em ơi. Tên giống rồi. Bạn Tuấn thì mình làm hết rồi. Còn mỗi người à, cứ nghi nghi ở dưới trường cơ khí cơ. Hai rè ra phía trên cổng trời. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Anh em xem video của mình thì nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh. Và nhớ bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!